Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ẩm thực Quảng Ninh. Quý vị thân mến, là phái đẹp thì ai ai cũng mong muốn sở hữu một thân hình cân đối và làn da mịn màng. Bên cạnh việc tập thể dục thể thao và chăm sóc da thường xuyên thì chế độ ăn uống cũng cực kỳ là quan trọng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Anh sẽ bật mí cho phái đẹp một món ăn không những ngon mà còn rất tốt trong việc kiểm soát cân nặng nữa đấy. Cung cấp 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, 60% sắt, mangan, phốt pho và tất cả các chất xơ và axit béo thiết yếu. Bún gạo lứt được coi là một sản phẩm thực dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, với hàm lượng chất xơ cao giúp làm giảm cholesterol, bún gạo lứt thực sự phù hợp cho những người đang có ý định muốn giảm cân. Và Ẩm thực Quảng Ninh ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị món bún gạo lứt trộn nấm tươi xào. Nguyên liệu cần có cho món bún gạo lứt trộn nấm tươi xào bao gồm: bún gạo lứt, nấm kim châm, nấm hải sản, nấm hương, cây oaro, dùng thay cho tỏi, cần, cà rốt, rau xà lách, lạc rang và rong biển ăn liền. Ngoài ra còn có các gia vị thông dụng khác như muối, đường, hạt tiêu, nước mắm, giấm, dầu ăn, ớt tươi băm nhỏ, dùng để pha nước mắm chua ngọt trộn bún. Đầu tiên, bún được trần qua nước sôi cho mềm, sau đó vớt ra để ráo. Các loại nấm được làm sạch cắt chân. Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn. Bỏ aro vào phi thơm, lần lượt cho cà rốt, nấm vào xào. Cuối cùng, để co món ăn ra đĩa, lần lượt là xà lách, sau đó là bún gạo lứt. Tiếp đến là nấm xào. Rắc lạc rang và rong biển lên trên, trang trí thêm ớt ngọt. Khi ăn, chúng ta dưới thêm chút nước mắm chua ngọt trộn đều rồi thưởng thức. Với tiết trời mùa hè nóng nực, món bún gạo lứt vừa dễ chế biến vừa dễ tiêu hóa, chắc chắn sẽ làm hài lòng khẩu vị của bạn. Sau khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Anh cảm thấy sợi bún rất là mềm và thơm hơn so với sợi bún thông thường. Và bún gạo lứt thì chứa hàm lượng tinh bột rất là ít. Và sau khi ăn kèm với lại nấm và rong biển thì sẽ cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất. Và Ngọc Anh nghĩ rằng trong thời gian ngày, quý vị nên bổ sung món ăn thanh đạm như thế này bởi sẽ giúp thanh lọc cơ thể. Và đến đây, chương trình Ẩm thực Quảng Ninh xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại!